Năm 2020 được xác định là năm tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở ở các địa phương đơn vị. Vì vậy, để thực hiện thành công công tác này, cả cấp ủy đảng đã tích cực chuẩn bị các mặt từ thành lập các tổ, ban chuyên trách, phân công các lãnh đạo cấp ủy, theo dõi công việc, đến sự chuẩn bị cho hồ sơ văn kiện, nghị quyết của đại hội. Cho đến nay, ở hầu hết các địa phương, đơn vị, đại hội chi bộ, đảng bộ lần lượt được tiến hành thành công. Trong đó, đáng ghi nhận là các đại hội được xem đại hội điểm đã được thực hiện tốt, là bài học kinh nghiệm quý báu cho các địa phương, đơn vị tổ chức đại hội đảng cấp của mình sau đó. Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và cả cấp ủy, nhiều đảng bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai đại hội theo kế hoạch. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã chọn thực hiện thí điểm 23 đại hội đảng bộ cơ sở, bầu trực tiếp bí thư cấp ủy ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng và bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại hai đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc tỉnh ủy. Là một địa phương trọng điểm, cả cấp ủy đảng ở thị xã Hương Thủy đã có sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, thực hiện đủ và đúng các yêu cầu của tỉnh ủy, thị ủy Hương Thủy. Vì vậy, đến giữa tháng 3 năm 2020, thị xã Hương Thủy sẽ hoàn thành đại hội điểm ở các đơn vị được lựa chọn, trở thành một địa phương tổ chức đại hội điểm nhanh và sớm hơn dự kiến. Trước hết là về cái văn kiện đại hội, cái công tác mà chuẩn bị cho văn kiện thì được Ban Thường vụ thị ủy hết sức chú ý, hướng dẫn cụ thể và chỉnh sửa nhiều lần, lấy sau đó thì lấy ý kiến của nhân dân rồi cán bộ đảng viên để xây dựng một cái báo cáo chính trị đầy đủ, đánh giá đúng thực chất những cái kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và những cái hạn chế khuyết điểm, để rút ra những cái hạn chế khuyết điểm và tìm ra cái nguyên nhân để có cái rút ra những cái bài học kinh nghiệm và đồng thời xây dựng được một cái phương hướng nhiệm vụ nghị quyết của cái nhiệm kỳ 2020-2025 mà sát với thực tiễn. Cùng với sự thành công của các địa phương, đơn vị khác trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế, kết quả cho thấy đại hội đảng bộ cơ sở đã diễn ra trong không khí sôi nổi, phấn khởi, dân chủ, đoàn kết, công tác nhân sự được thực hiện theo đúng quy định. Đối với các xã đã sáp nhập, đảng bộ huyện, thị xã đã chủ động làm tổ công tác tư tưởng, chế độ chính sách, nhân sự cũng như chỉ đạo sát sao việc xây dựng báo cáo chính trị mới nên không phát sinh những vấn đề phức tạp nảy sinh. Đồng thời, trên cơ sở bám sát những nội dung quan trọng trong nghị quyết 54 NQTVK của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cả cấp ủy đảng cũng cụ thể hóa vào nghị quyết đại hội đảng bộ cả cấp để triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ. Trước đó, cả cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã được quán triệt phổ biến nội dung chỉ thị 35 CTTVK của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ cả cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Các chỉ thị văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Đi cùng với công tác chuẩn bị đại hội, các cơ quan đơn vị cũng chú trọng đến việc đảm bảo hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị thường xuyên. Những cái nghị quyết này thì đều sát với cái đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, ví dụ như là cái nghị quyết về phát triển nông nghiệp toàn diện hoặc là nghị quyết nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Thế thì trong cái đề án phát triển nông nghiệp toàn diện á, thì đã có những cái nội dung cũng như là những cây con giống mà phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để từ những cái diện tích thì cái giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác cũng được nâng lên. Một vấn đề quan trọng của đại hội đảng bộ cả cấp được quan tâm chính là vấn đề nhân sự của cả cấp ủy. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ gắn với quy hoạch bố trí sử dụng cán bộ đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cũng như các địa phương đơn vị chú trọng. Qua đào tạo bồi dưỡng đã góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng năng lực lãnh đạo quản lý điều hành cho cán bộ công chức viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan đơn vị trong tình hình mới. Riêng năm 2019, tỉnh ủy đã mở được hai lớp cán bộ dự nguồn cấp ủy và cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện cho 138 học viên, cử đi đào tạo sau đại học cho 2 đồng chí, cử 233 đồng chí đi học các lớp cao cấp lý luận chính trị, 50 đồng chí đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 2, 18 đồng chí đi bồi dưỡng cập nhật kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 2.
Có một cái việc nữa hết sức quan trọng quyết định cái sự thành công của đại hội qua đại hội đảng bộ Ao Ngò vừa rồi, đó chính là cái sự tập trung hưởng ứng và chấp hành rất nghiêm túc của cán bộ đảng viên nhân dân, trực tiếp là đại biểu chính thức đại diện cho cái hệ thống đảng của đảng bộ Ao Ngò và đại diện cho nhân dân để giúp nhân dân truyền tải những cái thông tin đến đại hội. Và một cái niềm hạnh phúc nữa qua đại hội đó chính là thực hiện việc bầu chọn đấy nhân sự đúng kế hoạch, đúng đề án và đúng cái ý kiến lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Cấp ủy đảng cả cấp quan tâm chỉ đạo làm tổ công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ trong nắm tình hình chính trị hiện nay. Cả quy định hướng dẫn của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai thực hiện nghiêm túc chặt chẽ. Việc ra soát, thẩm tra, xác minh và kết luận các trường hợp có vấn đề cần xem xét về chính trị được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới. Các vấn đề nhân sự văn kiện đại hội được chuẩn bị tốt đã làm nền tảng cho việc thống nhất, quyết tâm thực hiện thành công đại hội đảng cấp cơ sở. Tại xã Hồng Thường, huyện A Lưới, Đảng bộ xã đã đẩy mạnh thực hiện các phân việc từ quý 4 năm 2019 và đến giữa tháng 2, đại hội Đảng bộ xã đã được tiến hành đúng với yêu cầu. Từ là xây dựng các cương lĩnh chính trị, từ báo cáo chính trị, đề án xây dựng báo cáo chính trị thì cũng là sự là phân công trực tiếp, là sự phân công là đôn đốc kịp thời cho từng thành viên được chủ đạo. Cho nên là nhờ sự phân công hôm nay là nhờ phân công trực tiếp và là chỉ đạo sáng suốt của huyện ủy là cùng ban thường vụ đảng ủy được phân công trực tiếp cho các đồng chí là bộ phận chuyên môn giúp việc, và nhờ đó là chờ sự là đồng tình ủng hộ cao của anh em cán bộ ở đồng chức và các đồng chí là nằm trong ban chỉ đạo của huyện, tổ chức việc của huyện, nhờ đó mà thành công của đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Sự chỉ đạo sâu sát của cả cấp ủy trên cơ sở, các thị ủy, huyện ủy ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã góp phần tạo nên các điều kiện cho sự toàn diện các mặt tổ chức đại hội, trong đó phải kể đến hoạt động tích cực của các tiểu ban giúp việc cho cả cấp ủy trong công tác tổ chức. Các địa phương, tổ chức, đơn vị thực hiện thành công đại hội điểm là một động lực cho các tổ chức đảng cùng cấp còn lại tổ chức tốt đại hội đảng của mình trong thời gian sắp tới. Trong cái thời gian đến thì trước mắt là trong tháng 3 này thì sẽ có hai đảng bộ tiếp tục đại hội, đó là đảng bộ phường Phú Bài và đảng bộ cơ quan mặt trận và các đoàn thể. Thì chúng tôi cũng đã, sau khi mà tổ chức thành công cái đại hội đảng bộ phường Thủy Dương thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các cái đơn vị khác làm tốt cái công tác chuẩn bị, và chắc chắn rằng thì đại hội đảng bộ của các cái đơn vị tiếp theo cũng sẽ thành công tốt đẹp. Và qua đây thì cũng rất là mong muốn tất cả các đảng bộ, chi bộ còn lại của huyện A Lưới bám sát cái kế hoạch duyệt và tổ chức đại hội mà huyện ủy đã ban hành. Việc tiến hành thành công đại hội điểm cấp cơ sở của các tổ chức đảng ở các địa phương đã thực sự mang lại một khí thế mới đầy mạnh mẽ. Bên cạnh nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, mỗi cá nhân đảng viên đã tự soi mình trước tập thể, trước nhân dân để chấn chỉnh những việc làm còn thiếu sót, để xứng đáng với niềm tin, trọng trách mà đảng, nhà nước đã giao phó. Bên cạnh đó, các tổ chức đảng cơ sở đã và đang tạo được sự đồng thuận thống nhất, khắc phục những thiếu sót và vận dụng kinh nghiệm hay trong thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình vào công tác xây dựng đảng.